Mến chào ông bà cô chú đã quay lại với kênh YouTube của anh em tụi em. Anh em tụi em hiện tại đang làm thực hiện chương trình gọi là xoay duyên kết nối yêu thương. Ông bà cô chú mình có nhu cầu thì có thể gọi trực tiếp và anh em tụi em qua số điện thoại hotline. Hiện tại trước mặt màn hình ông bà cô chú mình là một cô thiếu nữ rất là xinh đẹp, vượt hàng ngàn cây số để đến gặp anh em tụi em chia sẻ câu chuyện của cô. Trên tay của Hải đang cầm là hai loại rất là tốt về cho thiên nhiên. Bên tay trái của em Hải đó là mực ong rừng từ Sơn La, nguyên chất 100% luôn của chú anh chị à. Còn bên tay bên phải của Hải là đang cầm là nước cốt nhào. Nước cốt nhào được ủ 6 tháng mới ra được cái chai thành phẩm nước cốt nhào như hình của chú anh chị, là đặc trị những cái căn bệnh như viêm khớp, đau lưng, nhức mỏi, rồi thiếu ngủ, đau thần kinh tọa, đau nhức gai gáy xương khớp. Đặc trị rất là tốt luôn. Ông bà cô chú mình yêu quý mến những cái sản phẩm đang cần mực ong hoặc là nước cốt nhào thì có thể gọi về số điện thoại của em Hải trên màn hình để có thể chốt đơn, để có thể đặc trị và trị bệnh cho mình, và cũng như là làm cái phần quà để biếu tặng cho người thân, cũng như là đem những cái món quà mực ong cũng như nước cốt nhào để đem đi gửi qua nước ngoài vẫn được nha cô chú anh chị. Rồi, em Hải xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Cái mục đích gì và có những điều gì muốn chia sẻ thì sẽ có trong video ngày hôm nay. Và trước tiên vào trong video thì em xin phép chào chị nha. Rồi, chị chào em. Thì lần đầu tiên thì để tiền để mình xưng hô cũng như là cho ông bà cô chú với cộng đồng mạng biết về cái mục đích của mình lên đây làm gì, thì chị có thể chia sẻ với anh em tụi em là chị tên gì, đến từ đâu và năm nay bao nhiêu tuổi được không ạ? Rồi, chị xin chào em. Chị xin chào mà cô bác gần xa, anh chị gần xa. Em tên Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, 52 tuổi. Chị có thể nói một chút xíu để cho bà con cô bác nghe rõ được. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, 52 tuổi, ở ấp 11, xã Dị Thắng, huyện Dị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Chị lên đây, chị mà kết nối yêu thương, cũng không có chồng thì kết nối yêu thương. Rồi cho nên á, là bữa nay chị lên đây cũng nhờ mấy em bên đoàn của mấy em kết nối yêu thương cho chị, là chị Nguyễn Ngọc Mỹ, 52 tuổi đó. Rồi chị kết nối yêu thương, nếu anh nào mà coi trong cái chương trình, cái clip này á, thì cũng hiểu, cũng thương em đi. Tại vì em chồng chết, rồi em cũng ở năm nay nữa, cũng 5-6 năm rồi, em cũng buồn. Bây giờ em muốn kết nối yêu thương, đừng cho gặp anh nào có thương em á, sau này tuổi nửa đời còn lại là khi tuổi già bệnh đau. Em thì cũng dân buôn bán mần ăn, chứ không phải là dân không phải mần ăn, dân cũng mần ăn lắm, mà tại vì bệnh đau em sợ tuổi già. Thì giờ em Ngọc Mỹ này á, cũng xin anh nào có không vợ đó, thì vợ thôi mà có ly dị sự thật giống em như vậy đó, thì lấy em, muốn là sau nửa đời còn lại là ăn đời ở kiếp. Sống là phải trăm tuổi bạc đầu, trăm đời bạc kiếp nha mấy anh ơi. Dạ. Những anh nào thương em rất cảm ơn. Vậy với là sống... ngày hôm nay chị Mỹ liên hệ với anh em tụi em và muốn anh em tụi em ghi hình với mục đích là coi như là muốn tìm một nửa kia của mình, đúng không đúng chị? Rồi. Ừ, đúng rồi. Dạ. Thì cho em hỏi thăm một xíu là coi như là trước đây thì mình đã có lập gia đình chưa chị ha? Có, chị có một lần, rồi nói ngay chị thêm gian dở một lần nữa là tại vì chồng chị cờ bạc ăn chơi mà ác với chị quá, cho nên chị ly dị chị thôi. À, là coi như là mình đã có chị... hai người, hai đời chồng rồi. Ừ, chị dạ. Ly dị hết trơn rồi em, chỉ có giấy tờ đàng hoàng chứ chị không có nói gạt mấy em. Dạ. Thì đó giấy tờ chị đem theo đó, chứ chị không có nói gạt. Em thấy hình như mấy cái dưới đó là giấy tờ gì hết. Giấy tờ, giấy ly hôn, ly dị, đồ này kia nọ. Chị cầm lên giúp em vậy. Rồi cũng gửi khai xanh, nói thẳng là đem lên cho mấy em thấy, sợ mấy em không tin chị á. Dạ. Cũng như cho mấy em khi tin để không thôi là cái câu chuyện mà chị lên đây để tìm một nửa kia của mình đó. Thì chị cũng có thể là chia sẻ giúp em đó là cái tính cách của mình như thế nào á, để cho người nửa kia còn lại người ta cũng có thể xem được và người ta có thể là có hợp với tính cách của họ không. Có, bây giờ chị xin chị cũng chào mấy em. Dạ. Thì cho chị xin nói một câu, thì chị nói là bây giờ thì chị sống là chị thôi chồng năm nay nữa, cũng 5-6 năm rồi. Dạ. Rồi bạn bè thì có chứ, nhưng mà không có thương thường nào sự thật á em ơi. Cũng như bạn bè thì chỉ ăn uống thôi, chứ còn chị không có chồng thiệt. Thì giờ chị muốn lên đó, cái đoàn của em đó, em kết nối yêu thương cho chị, là chị 52 tuổi Ngọc Mỹ đó. Nếu anh nào coi cái clip này á thì thương em, thì muốn sống là nửa đời còn lại là phải sống hoài,
rồi em cũng buôn bán mần ăn đồ sống với anh, rồi anh cũng vậy, sống với em á cũng mần ăn, thì vợ chồng mình sống mãi sống hoài, sau này tuổi già bệnh đau anh ơi, nếu anh nào có thương em á thì em rất cảm ơn. Chứ em á thì em nói sự thật, em cũng ít có kiểu mà khôn khéo như người ta, cái kiểu mà nói cũng không có được khôn ngoan như đàn bà của người ta, tại vì em cũng dốt không có biết chữ đó, thì em cũng nghèo, thì mấy anh có thương em á thì nói ngay em cũng không phải đòi hỏi gì hết, thì nếu anh thương em á thì em rất cảm ơn nhiều. Sau này bệnh đau anh cũng thương em á thì về vợ chồng mình mần sống, mai mốt bệnh đau có qua có lại. Giờ cái mà mong muốn của chị Mỹ mà muốn tiễn người chồng thì phải tiêu chuẩn như thế nào chị Mỹ chia sẻ? Tiêu chuẩn là cũng như gần như đừng có lùn quá, nhưng mà đừng cũng như đủ mạnh giỏi thôi, cũng như mạnh giỏi, đừng như mà đi mà như cộng bún đồ này kia nọ, cái qua tới lợi với ăn nhậu rượu ghiền là chị không thích. Còn nhậu thiệt thì được, chứ mà rượu ghiền đừng có nhậu. Chị cũng thích vậy đó, cho nhậu hút thuốc rồi nhậu thoải mái vui, chị cũng làm mời cho chồng nhậu đó, chị thương chồng lắm em ơi. Chứ chị không có ích kỷ đâu, chị biết chơi biết chuyện lắm, chị sống biết điều biết phải lắm. Biết tôn trọng em út hay kẻ lớn người nhỏ lắm, chứ không phải mà nói có vợ gì mà chị ràng buộc hay chị ăn hiếp đáp hồi nào giờ vậy đó. Số chị cũng hai lần gian dở gãy đổ rồi em. Một lần thì chết, một lần thì thôi, chị cũng nói thiệt thật, giấy tờ cũng có ly dị đó. Thì chị nói em vậy đó. Còn như vợ chồng mà nữa, sau này ví dụ về cưới chị về rồi á thì chở bên chồng đi, tại vì thường thường là đàn ông là chị thích là chỉ có chồng chị về quê chồng chết sống có nhau, nhà chị thì có nhưng mà lâu lâu về thăm nhà cũng được. Chứ chị cũng nghèo, cái nhà cái bà ngang chỉ có 3m2 à, bà già bà cho ở thì chết thì có chỗ chôn, không có ở chứ không có được quyền săn bán cũng như ở đậu bà già đó. Vậy đó thôi, có mười mấy mét à, bà ngang có mười mấy, dài có mười mấy mét à. Mà nghèo lắm em ơi, chị cũng nói thiệt. Vậy cho em cho hỏi chị Mỹ là nếu mà mình ứng tuyển với một người chồng thì mình mong muốn người chồng mình giàu có hay là như thế nào không? Giàu chị cũng không mê nữa em, chị đủ ăn đủ mặc được rồi, thí dụ có ăn công đất cái nhà mà ruộng không có thì nếu có ruộng được thì mừng. Còn đối đế không có ruộng hen thì đối đế có cái đình nhà thí dụ chừng công nửa công vậy đó, nhưng mà chồng chị phải đi làm nha, chứ kiểu mà ngụ ghiền là chị không mê nè, cờ bạc ăn chơi là chị cũng không chịu nè. Nó chứ chị không có đua đòi mà giàu, giàu thì cũng không hạnh phúc, chị cũng không khoái. Còn ví dụ bây giờ được công nữa công đất được, có cái nhà sẵn đi rồi chị về chị ở hoài ở đời mà, nhưng mà chồng chị phải thương yêu chị. Ví dụ đi mần mệt về chị cũng nấu cơm rồi kia nọ lo cho chồng, quần áo ăn mặc đồ ăn đủ chị vẫn lo. Nhưng mà chồng chị thí dụ chị bệnh xuống là chị muốn mong chồng chị á, chị đau bệnh đi mần vậy đó, về em ơi em bệnh đau vậy để anh đi mua thuốc cho em uống, hay là em nấu, anh nấu em ăn cháo ăn bún gì anh làm cho em ăn, em đi mua hay em nấu cho anh, nấu cho em ăn, thì chị thích như vậy. Là vợ chồng sống hoài, chứ đừng nghĩ hu đi mần có tiền về mà tiền bỏ trong túi đặt cái vụ 200.000 đi, mà chồng chị đưa chị 100.000 250 chồng chị giữ lợi ích cũng được nữa, rồi qua bữa sau lại ví dụ chồng chị hết tiền chị cũng vẫn đưa. Chứ không phải hu chắc nói mà cứ chị về chị ràng buộc, chị không có lòng như vậy đâu em à. Chị sống chị biết chuyện biết điều lắm. Vậy thì trước khi mà mình tìm một người chồng á thì giữa bên mình á thì có yêu cầu nợ nần hay là như gì không? Có em, chị liền giờ chị thiếu là nếu tính ra cái lời với cái vốn luôn là chắc ăn 8 triệu. Còn nếu mà 8 triệu. Nếu mà chồng cưới á thì thí dụ chị thương tình chị á thì phụ nữ mà, rồi cho chị trả chị 8 triệu đó đi, rồi cũng cầm tiền trả đi, nếu không tin chị á cầm tiền trả 8 triệu để chị chỉ thiếu cô chị hay là cháu gì đó, bà con vợ xóm nó hỏi vậy vậy đó, là anh cứ cầm tiền trả đi rồi anh rước anh đi tới đâu em cũng đi chân. Rồi dưới cho chị chỉ hay chỉ vàng cũng được, 18-24 gì cũng được. Ví dụ thương tình á cũng thấy có chiếc bông chiếc nhẫn cũng được, chứ làm gì ví dụ không có thì cũng tội nghiệp cho em nha anh. Không có là, nghiệp. Nếu mà tính đi tính lại, nếu mà chú nào mà muốn cưới chị Mỹ đây là chỉ với trên dưới 20 triệu là đã cưới được vợ rồi, thì trả nợ tự trả thôi, chứ còn trà chị trả thì sợ không tin á, nói chuyện làm tiền á. Nếu mà nói như vậy chắc còn là khoảng hơn 10 triệu rồi, vì chị nói là 7 triệu đúng không? 8 triệu đi, 8 triệu với lại một chị vàng nữa đi. 6 triệu nữa đi là 86 là 14 triệu đúng không? Còn quần áo thì dụ chồng thương thì mua cho 2-3 bộ đồ mới hơi mặc hơi tiếng này cũng đi ra đường cái chồng em mua cho em đồ đẹp rồi vậy đó. Mình cũng có vinh hạnh mà chồng cũng vinh hạnh mà vợ cũng thấy cũng nôn nao cũng tiếng của chồng mình cũng thương mình, rồi cái mình cũng kỷ niệm đó, ý là vậy. Còn ví dụ mà chồng nói thôi giờ tới khoảng này hổm rồi anh cũng cưới em lo cho em đồ này kia nọ kia rồi bây giờ là anh cũng hết vốn rồi kia cũng còn hụt rồi kia để lo cho vợ chồng mình ăn. Giờ thôi em mặc đồ của em đỡ đi thì chị cũng bình thường em, chứ chị không phải đòi hỏi, chị nghèo chị không có đòi hỏi gì.
cái gì để chồng chị thương cho chị hai ba bộ cũng được. Rồi lo cái khoản đó nhiêu đó thôi. Nói vậy mà phải ở đời ở kiếp với chị nha, về phải mần ăn trồng rau bắt ốc bắt cua, chị cũng đi mần chứ không phải là chị chảnh chiên, chị cũng là mần, trời ơi chị mần dữ lắm á. Chị đừng bà chứ chị hết thiệt á, đi bè bè củi ở nhà bán quán ấy chứ chị cũng lội, chị đi rút củi đồ này kia nọ về chặt mình cái cự bán đó, người ta cho á, ta cho củi đằng ba cái dụng dụng đó, bự thì bán, còn nhỏ nhỏ thì chụm nấu nước đồ pha cà phê đồ bán à. Nấu ấu nấu khoai nấu bắp đồ cũng bưng đi bán đó. Thì về chị Mỹ cho em hỏi là cái câu này một câu hơi tế nhị và cũng như là để cho các anh các chú mà xem được clip này thì sẽ coi như là có đủ đáp ứng nhu cầu của mình hay không, ví dụ như về sinh lý, ví dụ vợ chồng thì được thì hạnh phúc được vậy thì nó cũng mừng. Có gì đâu, vợ chồng thì nói ngay, không phải mình nói bậy em, thì ai cũng có. Nhưng mà thí dụ tỷ như thấy vợ chị thì cái tuổi cũng còn trẻ thì thí dụ bữa nào được thì cũng được thành công, còn thí dụ chồng chị không được không làm muốn làm thì thôi chứ chị không có đòi hỏi. Cái đó là được, được thì cũng mừng, còn nếu không được thì chồng mình mừng mệt quá thì thôi. Đàn ông mà nằm gần mà phụ nữ mà thấy vợ mình thơm tho quá, không lẽ thằng nào mà ngu gì không chơi, đúng không? Rồi. Còn nếu mà thằng nào không chơi thì thằng đó đi chết mẹ nó cho rồi đi, vợ mình quay với như vậy mà. Đúng. Mặt tiền có mặt hậu có mà tại sao không giới là gì? Ví dụ như vậy. Dạ đúng rồi. Vậy là cái nhu cầu của mình là một đêm không cần bao nhiêu cái mà một cái là phải chính xác cái đó đúng không? Đúng rồi, cái nào ra cái đó. Cái nào ra cái đó, cái đó nói thiệt chứ chị không phải đòi hỏi, còn ví dụ còn mình làm gì đàn ông là ta đòi hỏi coi được, còn mình đàn bà mình hỏi cái người ta kỳ lắm, nhưng mà được là chị mừng. Nói em không được là chị mừng. Lỡ không được thì sao vậy? Ví dụ không được thì cũng bữa sau làm chứ có gì đâu. Không, ý là lỡ mà ngày hôm đó mà anh hay là chú nào đó đi nhậu xỉn về rồi rờ mò mình rồi không có làm gì thì mình có tới con gì? Không, gờ mà cũng gần hồi thôi chứ, gờ cho biết mùi vị thôi chứ, gờ mà kiểu sáng đi mai mà ngủ cho được. À như đây là vậy. Rờ là không chịu. Làm luôn. Làm luôn. Chứ đừng bắt ốc vừa cua là thấy cũng chọc ngứa. Tuổi chị cũng tuổi chị cũng còn anh mà. Xuân mà. Anh xuân đúng rồi, tuổi chị là tuổi hồi âm đó cưng. Dạ hồi âm luôn. Hồi âm đó, hồi âm hồi dương đó chứ không phải chơi đâu à. Dạ. Nói chung là như vậy này, ngày hôm nay á là với cái ý định của mình lên đây để tuyển chồng. Và rồi, cái độ tuổi mà mình cần tuyển là từ mấy tuổi đến mấy tuổi vậy? Từ 60 tới 50, 49 cũng được. À 49 tới 60 tuổi. Đúng rồi. Ví dụ như là mà nếu mà đối đế mà nếu độ tới đường cùng chị đó thì bây giờ nếu mà anh nào mà thấy thương chị mà thấy cũng thấy ngon lành đó, mà sạch sẽ rồi này kia nọ ha, mà nói chuyện cũng như đàng hoàng rồi này kia là 62 tuổi chứ cũng được. 62 tuổi cũng được. Cũng được. Rồi ví dụ nó trẻ là 45 tuổi hay là 39 tuổi được không vậy? Không không, chị không lấy đâu à. Cái đó nói thiệt. Lỡ người khác thương chị thật thì sao? Không thương đâu, thương vậy thì không được đâu. Con chị chữ lắm, con chị nó nói mẹ mẹ lấy chồng con mày ở mấy năm nay con cũng thấy con hiểu, lúc đầu thì con không cho mẹ lấy chồng thiệt. Dạ. Nhưng mà con suy nghĩ, con nằm đêm con suy nghĩ thôi, giờ bả muốn chồng mình để chứ chị em mình cản cũng đâu có được. Dạ. Nhưng mà phải đồng tuổi cho mẹ. Nó còn không thấy suy xích 1-2 tuổi chứ con mà hay mà có tòa chồng mà nhỏ rồi cái hen, đánh con đánh cháu con chữ là nhục luôn á. Nó nói như vậy đó, rồi thành ra cưng vậy rồi cậu bé nó nghe lời con mình rồi. Đúng không? Rồi. Đánh con đánh cháu mà mình ứng vậy làm sao có được. Còn nếu mà lớn hơn rồi. Quá ví dụ như 77 hay 80 gì không, đó không trời ơi tuổi đó già không, đi bắt ốc bò cua không rồi tối ngày còn chơi không nổi, rồi cái bỏ cuộc cái gì gia đình còn chửi thêm nó, lớn tuổi hơn má chị nữa đó. Không, nhưng mà ý là người ta thương mình là sao? Thôi thương cái gì, thương cái đó lừa đảo ta, chị không chịu đâu. Ăn tiền ăn bạc không vậy, người ta lỡ mày người ta ví dụ 70 tuổi rồi người ta cho nhiều hơn cái số tiền mình cần thì sao? Thôi mà chị không mê đâu. Không chị không mê vậy đâu, ý là không mê như vậy. Có nghĩa là mình chỉ cần tình cảm. Đúng rồi, tình cảm mà có nè, thí dụ tình cảm 5 rồi tiền cũng 5 năm. Còn thí dụ tiền mà 10 mà tình cảm 5 chị cũng không khoái nữa em. Sao cái tính chị nghèo, chị thiệt tình vậy đó, chị nói thiệt. Rồi cái công việc hiện tại ở dưới quê của chị là làm gì? Hồi nãy chị nói mà em chị dưới quê chị bán quán mà tập quá mà quán cốc á, quán tập quá mà quán cốc như là chị bán nào là đá bào nè, rồi thuốc hút nè, rồi mì gói nè, rồi cũng như đường nè, bột ngọt đồ, rồi nước rửa chén đồ này kia lặt vặt như đó cưng. Như chị lấy đâu có tiền nhiều đâu, chị cũng tiền dai bạc hỏi đó. Rồi hổng chị đi Sài Gòn chị mần thất nghiệp chị khổ quá, rồi về chị hỏi tiền rồi giờ nó té ra lời quá trời luôn. Bây giờ có 8 triệu rồi đó, lời luôn chắc có à. Cũng thí dụ còn 100-200 nữa cũng chắc cũng coi như là cái chỗ mà tập quá của chị đó thì nước chai đồ đó, cà phê đồ đó. Lời nhiều không? Lời nhiều không? Nếu dụ có người ta nhiều mua thì mình ngày được vài trăm em. Còn đâu bữa nào mà ta không mua đó chừng 70-100 ngàn cái lợi, gói thuốc hút chị lời có 2 ngàn hay mấy à, hai gô trắng á. Nói chung thì còn hai gô xanh đủ thì sống không? Đã khá là đủ sống nhưng không? Mà thiếu nợ đó rồi làm sao đủ, thiếu nợ mỗi tháng phải đóng lời 600 ngàn đó, rồi đưa nước điện dưới nhà nữa, điện điện với tiền nước rồi nhà nữa, là tiền nhà thì nhà thiệt, rồi tiền nước với tiền nước khối đó. Thì dưới tiền điện nữa là dưới tiền lời nữa là tính ra 1 triệu một lần là coi như là luôn. Dưới quê chị là chị có nhà dưới đúng không? Có nhà rồi, bày ngăn nhà 3m2, chiều dài nó 16-17m à. Nếu như là coi như là giờ mà có anh nào á mà anh chịu đi
thì chị có sẵn sàng là đưa ảnh về nhà ở không? Ở nhà thì chị cái ý chị cũng không muốn, tại vì biết sao không, bên gia đình chị cũng nghèo rồi, chị thấy rồi ở đó là nhiều khi về mới mốt mà lỡ vợ chồng có xích mích gây lộn cái nó chửi nó quýnh chị cái gia đình của chị á, nhiều khi không cho ruột ăn cũng chọc ruột cũng đau em. Tại như gia đình của chị cũng biết, chị ruột thịt đây chị cũng biết rồi, cái nhiều khi cự chồng chị, thà là chị chửi chồng chị, đặt cái vụ đi chị chửi chồng chị được, mà sau gia đình của chị ăn hiếp chồng chị á chị đau lắm. Chị cũng hai lần văn dở rồi mà sao chị cái tánh chị vậy, thà là chửi chị chứ đừng có chửi chồng chị thương chồng chị lắm. Thà là cái gì nói với chị mà sợ nhiều khi biết trở tay không kịp, cái nhiều khi hồ đồ đó. Dạ. Cái tung lên cái chửi chồng mình, cái nói ừ mày ở ghế đây mày ăn mày ăn ấy, rồi nhiều khi mình cũng đau lòng. Ý thà là bây giờ chị theo chồng chị ở cũng được. Rồi, có ruộng có nhà. Cái nhà dưới đó là nhà của chị đứng tên hay là sao? Của chị đứng ra chị làm chị cất lên. À. Con chị nó có cho chú ít nhưng mà hồi đó chị bán buôn đó chị cũng dành dụm chị cất. Là chị có tài sản ở dưới. Tài sản ở nhà như là son thao đồ đạc, tủ bàn ghế đồ thôi, chứ cũng ba cái đồ nghèo cũng đâu có sắm đồ có đồ cổ như người ta. Có cái nhà được. Nhưng chị, mà điều nó nhỏ. Ra đi vô là được rồi. Như thế này nè chị. Ngày hôm nay chị đến gặp được em đó là trước đó là chị có lên cái chỗ nào để mình kết nối tìm hiểu gì chưa? Bảo hiểm là chị cũng có lên chưa? Dạ. Vậy là ngày hôm nay là mình mong muốn, ví dụ ngày hôm nay là mình muốn cưới chồng liền tay hay là như thế nào chị? Cưới là được, hồi sớm thì mà chị mừng. Bởi vì chị cũng muốn về cho có chồng được chị mừng em ơi, chứ chị thấy chị ở một mình á, như hổm chị bệnh chị đau đó, chị không có người mua thuốc uống, chị nằm chị khóc không, chị bị sốt á. Dạ. Bị bệnh bị sốt á mà nửa đêm á, chị rớt nước mắt luôn. Chị nói mà chị kìm không được. Dạ. Chị kìm á, chị tin ông gọc mà chị không gọc không được. Chị buồn lắm, chị bị sốt á, chị nằm á. Chị mặc nguyên bộ đồ bộ lửng vậy nè, chị nằm chị khóc. Mà ban đêm trong đường chị đi ra ngoài lộ á, 500-600 mét à, mà nó vắng tanh à, không có một người nữa. Còn nhà chị nghèo lắm, còn mấy người kia giàu á, ta đóng cửa ta ngủ rồi. Chị sao không có chạy xe đạp nổi đâu, chị chạy hay lắm mà bữa đó chị bệnh. Rồi giấc đó chị thấy chừng 11-12 giờ khuya vắng tanh à, đâu có chạy nổi đâu em. Mà gán trong ghiếc cho sáng được 5 giờ mấy á, đừng chạy xe đạp lên chợ, đừng mua đồ về bán, mua bánh kẹo đồ, thuốc hút đồ này kia, mì gói đồ về bán á. Rồi sẵn rồi hả, mua thuốc uống luôn. Sốt chịu nổi mà gán luôn đó. Thôi chị bệnh đau, chị không có chồng, chị mới buồn, chị lên kia, chị kết nối yêu thương, chị muốn tìm một anh đừng bệnh đau, đừng mua thuốc đâu cho chị uống thì bệnh đau rồi bằng có tiền về em ơi anh à, anh bằng bữa nay được 200, anh đưa cho em giữ 150-200, còn cũng vợ chồng mình sống, chị nghĩ vậy thôi. Còn bây giờ ở Bình Ân đi gần nhiều khi bán được 200-300 ngàn mà cái tình không có, chồng không có, chị cũng buồn lắm em ơi, bệnh đau nằm có một mình như chứa vậy đó. Muốn nhờ người nấu cháo ăn mà nước uống không có người. Trước thì chị cần cái tình, sau á thì ví dụ chị giờ chị cũng khổ, chị thiếu nhiều đó, anh nào trả nợ cho chị đi, rồi rước chị đi tới đâu chị cũng đi, chứ giờ chị khổ lắm. Rồi ơi, mình nắng lại cái việc nỗi buồn vậy nha. Đây ngày hôm nay thì mình cũng lên đây là mình gọi là để tiễn chồng, thì khi mà em cũng hiểu cái tâm trạng của chị bây giờ, nói chung là chị rất là cần một cái tình yêu thật sự đối đến với mình. Chứ ở ngoài chứ ở mà sao? Thôi sau này vài tháng vài năm thôi, chị cũng buồn lắm, chị thương chồng lắm. Mà cái số chị lúc trước vậy, lần trước thì ổng chết, thì lần sau gian dở cái cờ bạc ăn chơi, rồi chị đi làm lấy tiền của chị, rồi quýnh độc chị, rồi không có mê chị, không có ngủ nghe với chị nữa. Rồi chị cũng buồn cho nên mới ly dị thôi đó. Hay là ham cờ bạc quá là không ngủ nghe, không làm gì ở nhà người ta không à. Đúng rồi, ở nhà người ta không bỏ bê chị lắm. Mà tới ban ngày nó đói bụng dữ lắm, nó mới về nó kêu chị mua này kia làm cho ăn rồi xong nó đâu có gì đâu, nó mới đi nữa. Về làm đồ ăn cho ngon, tính đâu chồng ở nhà chồng cũng bỏ bê đi nữa. Cho nên chị thấy vậy chị cũng ly dị chị mới thôi. Bây giờ chuyến này nữa, người ta nói thường thường nhất hai tam nhì ba lần nha em. Lần này nó mấy em gắn giúp cho chị đi, cho được chị được hạnh phúc gian đời ở kiếp với chồng chị đi, rồi chị mừng lắm. Chứ sau này tuổi già còn lại chị bệnh chị đau, chị mong cho có người đừng hạnh phúc bên kề cận với chị. Dạ. Yeah. Rồi nếu mà lần này lên không được nữa thì sao chị? Thôi thì thứ nhất là tự giận chết, thứ nhì là sống một mình, thì tới đường cùng thôi chứ giờ 8-9 triệu bạc trả không nổi, bán gì mà đóng lời không, muốn mua bộ đồ mới mặc tôi không có tiền. Dạ. để đừng trả nợ không trả nợ, người ta nói mình ăn giật phải mốt bệnh đau hỏi tao không giùm. Nhưng mà sao mà mình cũng có, mình nợ thì cũng có 8 triệu đâu, có số đóng lời mỗi tháng 100 ngàn.
rồi điện nước nữa thì ra hơn chịu. Nhưng mà tại mà sao bán... lại đòi muốn cái chết? Chứ giờ khổ quá, khổ quá. Rồi ở mình nữa, rồi ăn uống cũng thất thường. Khi bán ế cái muốn mua cá lóc bự ăn cũng không có tiền. Mình giật cái ăn đó thì sợ lậm vốn, không có tiền bỏ đồ bán ra. Quán cốc mà, không có đồ chân ra ai mua. Chay nước mắm gì lời có 2.000 chứ nhiều, mua 22 bán 24. Mà đâu phải mỗi ngày mới bán được chai nước mắm đâu. Đi cả tầng đường, bột ngọt, cái gì này kia, cái ít ít gì đó. Vậy là chung quy là mục đích ngày hôm nay mình lên mình muốn tìm chồng là coi như là độ tuổi là từ 49 đến tới 62. 62. Rồi người nào mà giống như là thấy được cái tình cảm của mình như vậy á, về hoàn cảnh của mình thì coi như là trả cho chị cái số tiền nợ là đang nợ là 8 triệu. Ha, rồi xong là mong muốn là cho một cái đôi bông tai ha. Đôi bông tai với chiếc nhẫn nữa. Thì cho chị đôi bông với chiếc nhẫn thì hai cái đó mà tùy theo chồng chị muốn cho chiếc nhẫn với đôi bông thôi. Ví dụ cho bự được chị mừng mà cho nhỏ được gì cũng bình thường. Ví dụ vậy mà yêu cầu trả cái phần nợ đó thôi là chị mừng rồi. Cũng được, chứ chị cũng không đòi hỏi gì lớn, chị nói thiệt. Còn quần áo thí dụ chồng chị thí dụ thôi thấy em cũng đồ không được mới, được đẹp. Thôi để anh mua cho em 5-3 bộ thì em chị lại chồng em luôn. Chị mừng á. Chị mừng á. Chị nói thiệt, còn không mua thì chồng chị nói thí dụ Hà Tỷ không nói thôi em ơi, gia đình mình cũng kẹt, không về anh cũng lo cho nợ nần trả cho em vậy đó. Thì bây giờ thôi giờ anh cũng hết tiền hết vốn để từ từ vợ chồng mình sắm thì chị cũng bình thường, chị không có đòi hỏi đâu em. Chị không có đòi hỏi. Thì cũng được, chị mặc đồ thường thường thôi cũng chị đó sao vậy à. Nhưng chị mà cái đòi hỏi nhưng vậy. Mà cái điều mong muốn của mình lớn nhất là hiện tại là mình sẽ được chồng mình sẽ thương mình trả cho mình số nợ đó. Đúng rồi. Thứ hai nữa là về cái tình cảm là nhiều hơn. Đúng rồi, tình cảm nhiều rồi, hơn cái việc sinh lý nữa chị hả? Sinh lý không có thì chị nói em vậy đó, sinh lý thì ví dụ tỷ như chồng ví dụ đi dắt lúa về nặng quá, nhiều khi muốn gần gũi với vợ nữa mà mình bắt buộc này kia nọ mình tội nghiệp cho chồng mình, ngày mai đi dắt lúa nữa đâu có nổi. Ví dụ bữa đó không chơi thì bữa khác chơi chừng hao, thí dụ như vậy. Bình thường, có gì đâu. Mình đừng có ép mình làm gì. Đừng có mò đâu. Đúng rồi. Mà mò thì cũng 10 giờ thôi, mò một chút rồi cho gờ gờ cho nó hấp dẫn thôi. Cho nó mùi vị thôi, rồi nhưng mà chứ đừng có gờ lâu. Dạ. Gờ lâu. Vậy ý vậy đó. Làm một phát luôn. Còn không làm thôi, mạnh người làm để ngủ thì cũng thương chồng để cho dưỡng sức. Bình thường. Chứ chị không phải. Thế này quý vị, anh em của tụi em á thì quay chia sẻ lên như thế này để muốn nói rõ trước luôn để khi mà ví dụ có một người nào đấy muốn kết nối với chị đấy thì cũng tìm hiểu và biết về chị. Và em cũng hồi nãy em cũng hỏi thêm về vậy là về cái tính cách của mình như thế nào á, ví dụ là có vui vẻ hay là như thế nào không, để chia sẻ lên đây để cho có các chú hay là các anh vậy đó có thể là hợp tính cách với mình á. Nhưng mà tính cách của mình như thế nào vậy chị? Thì cũng vui vẻ em, cũng vui vẻ. Thí dụ tỷ khách bên vợ cũng vậy, bên chồng cũng vậy, là bạn bè cũng vậy. Đi lại tới nhà của vợ chồng chị thì thí dụ tỷ như nói chuyện đồ vui vẻ rồi cười giỡn, là nhiều khi mình làm nước làm nôi đồ cho chồng mình, cho dòng họ đồ uống chứ đừng cái kiểu chùm dầm chừ hả này kia khó khăn. Ý chị là vậy, chị đó em hiểu không? Nó như vậy đó, là đừng có chùm dầm chừ bự hả, là nhiều khi làm cái tư cách cũng như khi dễ người hả, là nhiều khi cái kiểu này kia nọ thấy người ta lợi cái làm như muốn ghen thương rồi quậy vợ mình hả này kia cũng tội nghiệp cho chị. Chị thì cái tính chị nghèo thiệt chứ nhưng mà chị vui vẻ lắm. Chị gặp em bắt tay bắt mặt mừng lắm. Bây giờ một lát nó không tiền chứ chị lội bộ á chị cũng vui, nhưng mà chị gặp em nó quen là chị kêu rồi đó. Cái tính chị vậy đó, mà nhiều khi đừng có hiểu lầm như vậy. Nó như vậy. Nhưng mà vậy đó. Còn phía bên kia là mình yêu cầu tính tình của họ như thế nào? Vui vẻ được thôi. Rồi cũng ăn nhậu đồ đi, ăn nhậu người ta bạn bè anh em đồ bạn bè nhậu đi. Nhậu vui chứ có gì đâu, nhưng mà ngày nào nhậu cũng được đó, mà như đi mần đi chiều nhậu chị làm mồi cho nhậu. Chị làm mồi đồ này kia ngon lắm, chị làm cho nhậu. Cứ vui vẻ là được đúng không? Mà nhưng mà đừng có mà thương vợ, nhưng mà đừng có nhậu gụ ghiền nha. Chứ đừng có nhậu vô mà chửi đụng má đụng mẹ là rồi à, tiễn vong à. Rồi chị chửi cho mẹ là chị làm sao? Là chị buồn chứ làm sao? Chữ vậy thì chị buồn chứ sao? Ủa mình vui vẻ chồng mình đâu có mất dạy ha, mình đâu có làm bậy đâu mà chồng chị chữ mình vậy thì chị buồn chị chứ. Chị nói tiện nhân em sợ đâu, chị làm cái gì không đi. Đâu sợ. Đâu có đâu. Ý là không có, cũng như tại sao mình nghĩ chị nghĩ là cũng như chị tốt với chồng chị. Chồng chị ăn nhậu chị cũng lo, mà tại sao vô ăn nhậu rồi xong rồi ngủ đi. Còn cái vụ chơi nổi chơi không chơi thì cũng nhậu ngủ bình thường. Nhưng mà đừng có kiếm chuyện, đừng có mui cái móc cái này ra mà móc cái kia. Lúc trước ông chồng trước chị vậy đó, ông chết rồi đó. Rồi như thế này nè. Ví dụ là cũng hỏi luôn về cái vấn đề sinh lý, ví dụ là một tháng là phải đáp ứng chị là bài bao nhiêu lần, một tháng là bao nhiêu ngày, ví dụ là 15 ngày hay là 10 ngày hay là một ngày cũng được, bây giờ hoài cũng được nữa, mà bây giờ không hoài á thì lâu lâu ba hai bữa một hai bữa cũng được. Là một tháng mà bây giờ làm không được nó cũng vui nha, ý là làm không được vui chứ làm không được mà cái đối xử với chị tàn nhẫn hay này kia nọ, cái kiểu mà đụng má đụng mẹ là chị máu chị lên là chị tức lắm mà. Cũng như không làm được chị cũng vui mà, nhưng mà không làm không được thì thí dụ em ơi
bữa nay anh mần mệt quá à, mà giờ hồi hôm anh không có đáp ứng cho em, thí dụ như vậy đi. Rồi bây giờ thì tối nay thí dụ anh bù cho em hả, là thí dụ ông không bù nhưng mà ông không nói với chị, mà tối nay ông tự ông làm cũng được. Mà ông làm đi, mà còn thí dụ ông nói giờ ông mệt nữa, thí dụ ông dắt quá giờ ông mệt quá, thí dụ vậy là cũng ông không chơi cũng được, nhưng mà cũng phải em ơi ăn cơm ngồi chung đồ ăn chứ đừng có ngượng tô ngượng chén hay đụ má đụ mẹ mày kiếm chuyện mặt này mặt kia là chị không chịu thứ đó. Cái thánh chị vậy đó. Vậy là một tháng là 30 ngày cũng được. Cũng được, chị không có than thở, nhưng mà phải vui vẻ, còn bữa nào chơi không được thì cũng bình thường, nhưng mà cái ý là vui. Chị nói em hiểu không? Một ngày cũng được đúng không? Một tháng một ngày cũng được. Mà vui cũng được, mà thí dụ tỷ chồng chị mà xung quá hai ba lần cũng được, thí dụ như vậy. Thì chị cũng cho, nhưng mà chị không nói. Không có ý là chị không có đòi hỏi, mà thí dụ chồng chị muốn rồi chị đâu có tặng được. Rồi. Ta cũng cưới mình rồi đúng không? Ý là chị như vậy chứ chị không phải là chị đòi hỏi. Chị nói em hiểu không? Cũng okay, như chị không có đòi hỏi. Là như thế này vậy. Chứ chị không có đòi hỏi. Rồi tụi em cũng đã ghi nhận về cái việc mà ngày hôm nay chị cũng lặn lội từ rất đúng là rồi. Xa đến đây để gặp tụi anh em tụi em, và cũng mong muốn rằng là mình tìm được một nửa kia còn lại. Thì tụi em cũng là một người, những người gọi là đưa tin, đưa hình ảnh video của chị như thế này nè, cũng rất là mong muốn có một người nào đấy gọi là hợp với chị và kết nối với tụi em, liên hệ với tụi em, và tụi em cũng sẽ cố gắng kết nối với chị. Và cái việc mà tụi em không có dám mà chắc chắn là chị lên đây là hứa là phải có người này người kia, vì khi mà đến với nhau là họ có một cái duyên hay là một cái gì đó thì họ mới đến với nhau được. Và em cũng cảm ơn chị đã lên đây và đã liên hệ gặp tụi em. Rồi cho chị xin nói một câu nữa đi. Em mà chị cũng chào mấy em ha, mấy em cũng nãy giờ cũng công sức rồi kia, cũng điện đài cũng đưa đón chị cũng rất quý mấy em. Thôi giờ mấy em cũng cho chị xin phép nói một câu. Chị Ngọc Mỹ đó, chị mấy anh em bữa nay em lên đây là em ở ấp 11 xã Dị Thắng, huyện Dị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Em xin lên đây kết nối yêu thương. Có mấy đứa em trai này thấy hoàn cảnh em cũng khổ này kia nọ, em kể ra cũng khổ rồi. Mấy anh thấy em như vậy mà không chồng, mà muốn lên đừng kết nối yêu thương, sau này đừng tuổi đời nửa đời còn lại là bệnh đau. Thì em cũng xin mấy anh á, anh nào mà có ly dị với vợ hả, là vợ mất á, mà có thương em Ngọc Mỹ này 52 tuổi thì kết nối yêu thương với em, thì em cũng về sau này bệnh đau thì vợ chồng mình sống. Thì gia đình em thì em sống có một mình à, con thì có chồng có vợ hết rồi, nó cũng nghèo. Thì em có sống một mình, em sợ sau này tuổi già bệnh đau nửa đời còn lại đó, mấy anh nào có kết nối yêu thương với Ngọc Mỹ này đó, 52 tuổi á, kết nối yêu thương được á, thì rước em á, thì sớm thì càng tốt càng mừng, đừng sau này đừng nữa có bệnh đau, đừng em có kề cận với chồng. Đó, em quý mấy anh vậy đó, nếu anh nào có thương em á, thì rước cưới em sớm, em mừng sau này tuổi già còn lại. Thì chị cũng chào sẵn nha. Thì lời cuối thì chị cho em xin phép là coi như là sử dụng hình ảnh của chị ha, coi như là những lời chị nói là thật sự là tự nguyện của chị. Cũng đã là tự liên hệ với tụi em để chia sẻ cái hình ảnh như thế này chị nhá. Một lần nữa thì em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chúc chị sức khỏe. Chị cũng chào mấy em nha. Mấy em cũng có công thức đồ kia điện đài rước đưa đón chị cũng quý mấy em. Thì qua chương trình mà anh em muốn chia sẻ và cũng như là truyền tải đến cho đại gia đình, thì đại gia đình mình cũng như ông bà cô chú anh chị em có nhu cầu muốn tìm một nửa yêu thương của mình thì có thể liên hệ trực tiếp với anh em tụi em qua số điện thoại hotline ở trên màn hình. Anh em tụi em sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đồng hành theo dõi video clip đến giờ phút này. Trên tay của Hải đang cầm là hai loại rất là tốt về cho thiên nhiên. Bên tay trái của em Hải đó là mật ong rừng từ Sơn La, nguyên chất 100% luôn của chú anh chị à. Còn bên tay bên phải của Hải là đang cầm là nước cốt nhào. Nước cốt nhào được ủ 6 tháng mới ra được cái chai thành phẩm nước cốt nhào như hình của chú anh chị, là đặc trị những cái căn bệnh như viêm khớp, đau lưng, nhức mỏi, rồi thiếu ngủ, đau thần kinh tọa, đau nhức gai gáy xương khớp, đặc trị rất là tốt luôn. Ông bà cô chú mình yêu quý mến những cái sản phẩm đang cần mật ong hoặc là nước cốt nhào thì có thể gọi về số điện thoại của em Hải trên màn hình để có thể chốt đơn, để có thể đặc trị và trị bệnh cho mình, và cũng như là làm cái phần quà để biếu tặng cho người thân, cũng như là đem những cái món quà mật ong cũng như nước cốt nhào để đem đi gửi qua nước ngoài vẫn được nha cô chú anh chị. Rồi em Hải xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều.